Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ giùm em số điện thoại này 0348308843. Rồi, trước khi mình mua hàng á, mình coi cái phần cập nhật thông tin em đã bán hay chưa cái món đó ha, cho mình liên hệ cho nó tiện. Cập nhật ngay ở bên dưới cái tiêu đề của cái video này ha. Rồi, hôm nay là cái video số 70 nha mọi người. Là nó có mã số 70. 7001 nè, món đầu tiên. Nó là một cây tu vít. Thân nó bằng nhôm ha. Về cái thân nó bằng nhôm. Rất là lạ. Kích thước nè. 13 cm. Nó là cái đầu lục giác. Bộ mũi nó bên trong nè ha. Đó, đây là cái bộ mũi nữa đó. Nó gồm có là hai mũi ba ke BH1 với BH2 với một bộ lục giác. Đây bộ lục giác là 4 cây lục giác ha. Với một cây vít dẹt. Rồi, mình sử dụng thì mình gắn vô vậy. Đây nó có 500 bên trong. Nó là lục giác. Rồi lục giác 6 ly không dụng ha. Đây ví dụ cây cây mũi lục giác luôn nè. Rất là vừa tay cầm luôn ha, nó to to. Rồi cái bộ cái tua vít này. Tua vít thân nhôm ha. Tua vít thân nhôm có mã là 7001 nha, giá 200.000. Rồi tiếp theo là một cái cây cắt ống đồng của Lotte Japan ha. Cái này cắt ống phi 32 nha mọi người. Đây là phi 32 ta, từ 30 mm tới 32 nha. Ống đồng á. Đây lưỡi còn rất là đẹp luôn. Rất là ít xài. Đây là cái để dò ống. Cạo bao vớ. Và vì nó khi mà mình cắt á nó còn. Đây cái lưỡi secua nó nè, chưa sử dụng luôn. Đây, kích thước ha. Nhỏ gọn luôn mà thân nó bằng nhôm đúc. Rồi cái cắt ống đồng này có mã là 7002 nha, giá bán 250.000. Tiếp theo là một cái cảo di sơn. Đây là cái cảo di sơn. Đây, kích thước nè mọi người. Của thương hiệu nè. Utitan. Đây là cái hàng nội địa Nhật nữa ha. Nó đúc bằng thép này. Cầm rất là nặng tay luôn. Đây kích thước nó nè, mọi người xem ha. Em đo cái cốt mũi này ha. Rồi cái cốt này, cái cốt mũi bên trong nè, nó khoảng 3 ly 2 ha. 3 ly 2. Rồi cái cảo dây sên này á, mã là 7003 nha, giá bán 450.000. Rồi tiếp theo là một cái dằn thịt. Đây dằn thịt rất là chất lượng, nó thép đúc nguyên một khối. Rất là nặng luôn. Kích thước nè.
cán gỗ của Nhật sản xuất nha mọi người. Đây là hương hiệu nó. Rồi cái dàn thịt này có mã là 7004 nha. Giá bán 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cái cây, đây là cây kẹp kẹp hàng chuyên dụng để kẹp ống inox nha mọi người. Ở đây là khuôn ốc nó bằng inox. Đây nè, nó có một cái lông đền bằng thép. Đây đây là ốc inox khuôn cây inox. Còn ở đây là nó giống như bằng, không phải bằng đồng mọi người, khuôn cái này nè nó giống như bằng bạc vậy, cạo ra nó trắng bạc pha ha, để nó dẫn điện tốt. Nguyên này bằng bạc nè. Ở đây nó có hai cái cỡ để bắt vô cáp luôn, cáp hàng của mình đó, dây mát hàng nè, một cỡ to nè, giống như một cỡ nhỏ ngoài là đảo cái đầu này rồi, đảo cái lông đền này rồi. Còn đây là kẹp vô cái chiên vô, kẹp vô cái ống ha, lấy kế gì là kẹp vô ống hàng nè, ống cái ống inox mình cần hàng á, kẹp vô, kẹp mát vô. Đây nó kẹp được tới phi đây. Đây là mở rồi hết cỡ nè, mọi người xem ha. Đó. Đây. Trong lòng 32 nha. Cục cống 32 vô vừa ha. Rất là chắc chắn luôn nè. Rồi cái này có mã là 757005 nha. Giá 600 ngàn. Rồi tiếp theo là ba cái ca của Nhật nha mọi người, ba ca ca này giống như ca uống bia. Ca này nó chuyên giữ lạnh nè. Nó thiết kế cái đáy này nó là nè, mình đo ngoài là 16 ha. Bên trong này đo là cái đáy nó tới 5 phân rồi. 11 nè. Vậy là cái đáy nó 5 phân đây. Nó thiết kế một cái đáy dày nhiều lớp. Đáy nó dày ra 5 phân luôn. Đường kính nè. Ba ca còn rất là đẹp. Đây hàng nội địa Nhật ha, thương hiệu nó nè. Rồi ba cái ca uống bia của Nhật ha. Có mã là ba cái ca này có mã là 7006 nha. Giá bán 500 ngàn. Rồi tiếp theo một cây cắt tôn của Nhật. Đây cắt tôn nội địa ha, hàng thép đúc. Đúc nguyên cây ha. Đây. Lưỡi còn rất là đẹp luôn, chưa có bị gì hết. Cắt tôn xay cũng to đó. Đây lưỡi rất dài, cái lưỡi không là hết 7 phần rưỡi rồi nè. Đây kích thước là 27. Đây thương hiệu Nhật nè, nó đúc thủ công. Đúc nguyên cây. Rồi cái kéo cắt tôn này có mã là 7007 ha, giá bán 400 ngàn. Tiếp là hai cái ca nhỏ của Nhật nữa. Đây hai ca đây. Đây là thanh lít ha, là thép phân gỉ. Rồi hai ca nhỏ của Nhật luôn. Tay cán bằng đồng. Kích thước nè. Còn khá là ok, đẹp. Bên trong nè mọi người. Đây. Rồi hai cái ca này có mã là 7008 ha, giá 250 nha. Hai cái. Tiếp theo là một bộ dũa gỗ. Chuyên dụng dũa gỗ ha. Ba cây của Nhật. Như mới ha. Đây ba cây nó gồm một cây tròn nè. Hai cây, một cây dẹp, một cây hẳn á.
với một cây bầu bầu, mặt phẳng mặt bầu. Đây thương hiệu của Nhật luôn, Nhật sản xuất nè. Đó, ba cây dũa Nhật luôn, kích thước nó là đây, đo kích thước cho mọi người nha, 22 ha, kích thước 22, đường kính cây lớn là khoảng gần 2 phân, cây tròn có đường kính độ khoảng 8 ly ha. Rồi ba cây dũa này có mã là 7009 nha, giá bán 250.000 một bộ dũa. Rồi tiếp theo một cái mỏ hàng, cái mũi rất là đặc biệt, mũi nhìn nó rất là lạ. Đây mọi người xem có nhu cầu sử dụng thì xài ha. Đây cái là cái thương hiệu, đây thương hiệu này là của Mỹ nha mọi người. Thương hiệu này sạch xét trên mạng thì thấy nó là của Mỹ. Đây là nó xuất hàng xuất Nhật, điện 100V nha. Này có công suất là 30W, điện 100V. Đây nguyên dây nữa. Một cái mỏ hàng, cái mỏ rất là lạ. Rồi cái mỏ hàng này có mã là 7010 nha, giá bán 200.000. Rồi em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.